Đậu phụ tầm hành, món ăn dân dã. Đậu phụ tầm hành đến món ăn dân dã mà ngon nuốt lưỡi, rất dễ làm. Món đậu phụ tầm hành vừa có cách làm đơn giản mà lại cực ngon, đưa cơm. Nguyên liệu, đến đậu mơ miếng nhỏ, 6 bìa, đến hành lá rửa sạch, cắt khúc, 45 đến 50 g đến nước mắm ngon, 35 g đến nước lọc, 65 g đến đường, 8 đến 10 g đến dầu ăn, đến ớt sừng hoặc ớt cay tỷ lệ nước lọc, nước mắm thường là 2, 1 hành lá rửa thật sạch, vẩy ráo nước, thái ngắn khoảng 0,5cm rồi cho vào một bát tô, đậu thái miếng vừa ăn, không dày quá để tẩm cho ngấm ngon. Đổ nhiều dầu để chiên ngập đậu thì ngon nhất, chiên vậy thì miếng đậu sẽ ngoài giòn trong mềm nha, đến dầu sôi nóng, nhúng đũa vào thấy sủi lăn tăn quanh đũa thì múc vài thìa dội vào bát hành đã thái ở trên, Dầu đủ để làm chín hành, trộn nhẹ để hành chín đều, cho đậu phụ vào chiên với lửa vừa. Trong lúc chờ đậu vàng giòn một mặt thì chất bớt phần dầu ở bát hành, cho nước lọc cộng nước mắm cộng đường cộng ít ớt sừng băm nhỏ vào trộn đều cho tan. đến đậu vàng một mặt thì trở, chiên vàng mặt còn lại. đến miếng nào vàng giòn đều các mặt rồi thì nhúng qua bát nước sốt ở trên, lăn mặt trên mặt dưới cho ngấm. nhanh thôi nhé, không cần ngâm và cho ra đĩa. làm lần lượt vậy cho tới hết. xong dùng đũa hoặc thìa gấp chia xúc phần hành trong bát lên từng miếng đậu để bày trang trí cho bắt mắt là được nha. mọi người thích ăn hạt tiêu hoặc ớt cay thì thêm vào cũng được nhé. cảm ơn.